Nay thì các cái cốt điện là nâng cấp, đã có chức năng gần tương đương với các cái cốt điện nguyên bản. Ví dụ như là chúng ta có thể điều chỉnh được cái độ cao của cốt, và quá trình đóng mở sẽ nó hai giai đoạn nên đóng mở rất là êm. Ngoài ra thì có tính năng là chống kẹt, điều khiển bằng nút ấn trên chìa khóa, nút ấn trên ghế lái và đá chân. Ngoài ra là nút mở cốp theo xe. Quá trình lắp đặt cốp điện ấy thì hiện tại bây giờ là giá trên thị trường đang dao động trong khoảng từ 9 triệu đến 15 triệu tùy theo từng dòng xe. Do đó thì hiện tại thì cốt điện cũng lắp đã khá là phổ biến trên cái thị trường Việt Nam rồi. Do đó là gần như các cơ sở lắp đặt được. Tuy nhiên thì khách hàng trong quá trình lựa chọn nên lựa chọn những cơ sở mà có uy tín lâu năm. Và do là quá trình là người ta thao tác, kỹ thuật thao tác thường xuyên hàng ngày nên dẫn đến quá trình lắp đặt nó sẽ đã chính xác hơn. Và bên quá trình lắp đặt cốt điện tuyệt đối là không ảnh hưởng gì đến cái điện của thân xe. Do đó là không ảnh hưởng đến quá trình bảo hành điện của xe. Ngoài các cái dòng xe phổ thông nâng cấp